Bật livestream em chè lên mà ca thấy hát still thì chỉ biết chúc y xem live vui vẻ rồi âm thầm và lặng lẽ đi ra thôi. Nhưng mà nó phải là thế ra ra á, nó phải là ra ra á. Game này không? Cứ dễ vô là như này đi, xem sao. Nhưng mà nó hơi AB nhờ em nhỏ, nó hơi đồ đồ nước mắt bị phép nhờ em nhỏ. Eri à. Hết tiêu em trẻ còn ơi. Andy, cảm ơn. Còn K97 nhá, cảm ơn Andy này chứ. Đang tính bảo là hay là chơi Andy. Không nhưng mà không á. Chơi Andy thì nó lại đơn giản quá đúng không? Garen 3 không à, ế. Ồ. Bây giờ nó lại hơi đam đam mà. Căng á. Roll cái ba cái đã, cái ba em chỉ không thích nhá. Em chỉ thấy cái loại này là một cái loại không ngon nhá. Tính đồ mua sắm lên roll roll một bộ cờ gì đó à. Căng á anh em ơi. Căng á anh em ơi, một bài đấu chiến lợi phẩm full 4 con gọi là một vàng 2 sao à. 4 con một vàng 2 sao thật sự cái thế ác quỷ nha anh em nhá. Chưa cần lắc đồ anh em ơi. Ê, cái thác tiền nha, cái thác tiền nha anh em ơi. Chuẩn chỉ cho anh em. Phải là cái thế up cấp á, phải là cái thế căng căng á anh em ơi. Rào sâu lên gọi là level 5 không? Cái thế rao sau lên level 5 không anh em? Huy đã donate 5.000 đồng. Cảm đồ Huy nhá. Đồ Ari à. Cái thế đồ Ari à. Hay là Blue vô cực sao vương mịn hoàng giao. Tôi vừa phát hiện có bài reroll 5 tiền nhờ. Mạnh lắm. Yeah. Chỉ cần Eco lên LV10 rồi reroll 5 tiền là auto top 1 không kén đồ đó em chè thử đi. Wow. Bài đam nha, không hề phép nha. Trời em anh chè. Mang trái cây nhá, dễ, yeah, không hề phép nha. Nói chứ lắp cái này thì nó sẽ mạnh hẳn đó. Bổ ích rồi. Thật sự là bổ ích chúng ta, một đồng tốt. Bắn tốt, kẹp kẹp tốt. Hai đồng tốt. Lên cấp luôn nhá anh em nhá. Luôn nhá anh em ơi. Boom. Wow. Wow. Này mình bán Kassante à. Ừ, nãy trong đầu thì mình nghĩ là giữ lại con Lulu. Biết đâu, ví dụ lên cấp mà không có gì thì mình kiếm con này vào. Nhưng mà lên cấp lại có con này à. Ê, được nha, cái thế tí kịp gọi là 3 beta kill và dép dép tí á. Một chút tí ép Ezreal không à? Không. Tí ép Ezreal giờ yếu lắm. Một là tí ép, còn hai là Ezreal. Ê, nhà level... Ui, nhà này mạnh nha anh em nhá. Con Tarik này thật sự là đấm nhau luôn á. Đấm nhau bôm bốp luôn á. Tại biết không à. Ui nhờ sao mình kịp Garen mà nhờ. Đúng. Ơ nhưng mà nhà này mạnh lên đi mối. Nhìn nó thấy nhà này mạnh rồi. Lợi phẩm mà lên level 5 để gọi là chịu đấm mà. Lên level 5 xong bị ông này đấm một cái đầu à. Ông này cũng xài con bét oxy xe à. Ê, cái găng ngon nha, cái găng một cái găng 3 tiền ngon anh em nhá. Revenge à, bán à. Vô cực kiếm luôn đúng không? Bài nào khắc chế bài Lulu vậy em chè à? Khắc chế Lulu à? Ui Poppy ngon thế. Khắc chế Lulu hả? Em chè nghĩa là sếp đừng để cho con Lulu nó quy gọi là thẳng hàng á xong rồi chết luôn carry là được. Em chỉ nghĩ là như vậy là một kiểu counter á. Hai siêu quẩy à, như này. Con này vào đây không? Như này không? Dộn vào lòng 2K6 đã donate 5.000 đồng. Khi bạn cảm thấy nghi ngờ một điều gì đó, bạn hãy tạo dáng cho mông của bạn. Điều này có lẽ không giúp bạn tìm ra giải pháp, nhưng một chiếc mông quyến rũ luôn là một điểm cộng. Yeah, yes sir. Cảm ơn rộn vào lòng nhá.
Và đặc biệt là kiểu như là nếu được thì gửi cho anh chị xem luôn á. Nhưng mà anh em nghĩ là con OLAP 2 với lại con Tamkin 2 con nào ngon hơn anh em? Trong trường hợp này OLAP 2 và Tamkin 2 khá là phân vân gọi là giữa hai con tướng này. Con nào thì nó thật sự là VIP Pro hơn nhỉ? OLAP thì mang tính chất gọi là thêm đam mà, Tamkin thì thêm tăng mà. Thôi OLAP đi, có vẻ OLAP ngon hơn anh em ơi. OLAP đi, OLAP đi. OLAP là nhiều đam hơn và Tamkin là trâu hơn. Cái gì đấy, cái gì đấy? Ducky đã donate 5.000 đồng. Em trẻ nổ cái hũ 8 bit bao giờ chưa? Cái Ducky nhá, em chỉ chưa á, em chỉ thật sự là chưa luôn á. Cụ thể là lấy nick anh ranh không? Lấy nick ranh đồng, ranh bạc gì đó để em chỉ làm cho nó dễ không? Nhà này level 5 mà, con này cầm quyền trượng mà. Ui, con lúc này ê một cái gì đó. Wow. Ducky đã donate 5.000 đồng, nổ 8 bit 2 triệu. Chuẩn Ducky nhá, nổ 8 bit 2 triệu à, nhưng mà khó, khó đi. Ê, chiến lợi phẩm hắc được một ít tiền à, hắc được kiếm mà, thật sự lời to anh em nhá. Ducky đã donate 5.000 đồng. Ducky nhá. 3 triệu thì sao nhỉ? Quan trọng em chị không làm được á chứ. Chứ ví dụ như là có bao nhiêu em chị cũng nhận mà. Nhưng mà thật sự là khó làm nha. Kai 917 đã donate 5.000 đồng. Rank thấp quá nó ca giữ máu The Si toàn NPR Si Rao 7 sao mà nổ 8 bit e che. Con Kai 997 nha, ừ cũng đúng nhờ, nghe cũng hợp lý nhờ. Rồi ví dụ như là muốn nổ cái 8 bit thì phải làm sao ta? Yone. Ok. Em thành okay, fan okay. Em trẻ đã donate 10.000 đồng. Bữa nào làm một buổi stream với đúng tiêu đề không nổ 8 bit không óc không em trẻ, thật sự là cần một tập 8 bit á. Cần á, em chỉ nghĩ là cũng cần á anh em ơi. Thật sự là trong gọi là cái gọi là cái mùa này á, phải làm được á. Em trẻ ơi chèn logo YouTube kìa. Cái bóng tao ạc được nó cho em chì nhá, dễ dạ. Như này đi thôi, em chỉ nghe lắp lắp đồ luôn đi thôi. Bởi mình không giữ lại con Ducky đã đâu hết 5.000 đồng. Nổ 8 bit chơi Garen thấy dễ đép hơn. Cảm ơn Ducky nhá, nổ 8 bit chơi Garen thấy dễ đép hơn luôn à. Em chỉ nghĩ là nó cũng phải gọi là gì ta, nó cũng phải hơi gọi là nói sao ta, em chỉ không chắc lắm á, nói chung em chỉ không có nổ 8 bit lần nào, em chỉ không có kinh nghiệm về cái nổ 8 bit lắm á. Anh cứ nói YouTube là nó bị ban rồi, cứ nói là được đúng không? Rồi chờ anh chị xíu, chị là không cần YouTube. YouTube. Em thành fan anh chị nhé, con bò là con bò nhá. Kailin 3 sao là nổ được rồi nhé. Kailin 3 sao cả Huy nhá. YouTube. Ê, một bài DJ không? Làm thành một bài nhạc không? Một chút gọi là YouTube Remix không? Tên bài hát tên là YouTube không? hay luôn đấy chứ. Mr. Ủa đã donate 5.000 đồng. Bài hết tiêu cái. Còn Mr. Ủa nhá. À, nhờ cái bài cà rồng này thật sự là em chỉ đang hướng đánh một cái tốc cao đi nhá. Em chè băng dùm ông streamer này cái.
spam quá. Cái gì vậy ta, cái gì vậy ta? Phải spam mà ta. Như này đi, như này đi. Huy đã donate 5.000 đồng. YouTube Lofi Remix cực căng cọt. Cần Huy nhá, càng luôn chứ, càng luôn chứ. Thẫn tùng nhá. Unsubscribe. Tại em biết khó nổi lắm, em chè 2.1 tới 6 chấm còn chưa đủ điểm mè. Nói chung là phải có một cái gì đó kiểu nó gớm gớm á. Revenge 3 sớm hay là gì đó, hay là kết tinh 3 bắn bắn gì đó anh em ơi. Hello Phúc Trần nhá. Chính là phẩm chơi hết tiêu à. Làm tí anh em ơi. Cảm ơn ơi, chuyên đưa em chè lên TikTok nhá. Tôi đang rất buồn. Không buồn, không buồn. Buồn làm chi. Bóc bí. Ui. Ây da. Sẵn. Bán này 50 tiền rồi đúng chưa? Tụi anh bán trái cây nhá. Miệng thì lúc nào cũng phải nổ hũ 8 bit một lần trong mùa này à anh em ơi. Cảnh Huy nhá. Này được 2 TA rồi mày vẫn ca chịu nổ. Mày tính khều thêm Batman Nguyễn đúng không? Cái gì nữa, cái gì làm nữa? Game này. Vâng, cảm ơn anh chè nhá, cảm ơn anh nhá. YouTube. Anh em nghe hồi quay cái đầu nha, thật sự là quay cái đầu luôn á anh em ơi. Vuốt rồng anh em có nên làm vuốt rồng không anh em? Ui set 2 luôn à, VIP Pro BMT đó. Một cái đấu VIP Pro thế nhờ anh em nhờ. Lên level kịp con này vào lấy hai cuồng nhiệt nhảy à. Tăng 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 tăng. Anh trẻ đã donate 5.000 đồng. Có nên làm vuốt rồng anh em hay là chờ? YouTube. Còn anh chè nhá, anh chị nghĩ là vậy, anh chị nghĩ là vậy được rồi á. YouTube vậy thì nó hơi gọi là gì quá á. Nó hơi ván cái đầu với anh em đang xem á. Vút rồng không nhờ anh em nhờ. Nhà ở Buôn Ma Thuột đã donate 5.000 đồng. Cảm ơn nhà ở Buôn Ma Thuột nhá. Ai vẽ mà tròn cỏ này, ai cắt mà hơn cao cỏ cao thì kệ, có cao vấp vào ngã quỵ kêu gào đòi pen. Yes, chấm pen ai vẽ mà tròn cỏ kia, ai cắt mà còn hơi cao, dâu này ai vút mà mòn một bên, hạt mưa rơi xuống bên lề, mua tài ăn vạ giống hề là si. Yes, cảm ơn đã donate 5.000 đồng. BMT là bán hàng nhờ em chè. Buôn Ma Thuột. Đau điên nha. Anh để QA thì bên tích mới bị ban á. Đúng Mai Hương nhá. Thôi nó giỡn chứ, cứ cho cái kênh nó like đi. Có gì từ từ để kênh nó lớn rồi em chạy lập luôn á. Xong rồi kênh nó nhận donate, có gì em chạy lập luôn cái phần donate luôn đi. Tuyệt vời. Nhưng mà game này có thật sự là nâng tầm được không vậy? Bây giờ thua thêm từ từ nhá, dễ dụ nhá, thua thêm round này là mình còn đâu đó là tầm khoảng 58, 59 máu gì đó đi. Cứ giả vờ là vậy đi, cứ cho là 60 đi. 60 là cho là nhiều lắm rồi đấy. Xong mình thua 4 round, 60 mình chia cho 4 là mỗi round 15 máu à. Huy đã donate 5.000 đồng. Một quan trọng là M để nó ấy. Lớn rồi nó giàu ha. Cảnh Huy nhá. Nhà này như này. Ui. Còn đép được nhiều ấy nhá. Nhà này level 7 nhá. Ê, cái này là cái gì đấy, cái này là cái gì đấy, cái này là cái gì đấy, bùm. Em trẻ hát bài Cơn Mơ Băng Giá đi. Chưa thấy em trẻ hát bài này bao giờ. Yeah, hay mặt anh em viewer muốn nghe giọng hát ngọt ngào trong trẻo của em trẻ. Chưa bao giờ, phải để tí ha, để tí em trẻ lên luôn ha. Anh em đang chờ khoảnh khắc này lâu rồi đúng không? Nâng tầm cuộc chơi nhá anh em nhá. Nâng tầm mà có nguy hiểm quá không vậy, hay là xoẻ xoẻ không? Cảm ơn đã donate 5.000 đồng. Có khi nào ông bên top top là ekip em chè không? Cần cảm ơn nhá. Có không? Giờ nâng tầm hay là xóa anh em? Xóa à? Ê, anh em bảo xóa à? Bị phép vào chôn á. Ê, nhưng mà xóa xong rồi lấy cái chiếc là ừ cũng hợp lý anh nhờ. Anh trẻ đã donate 5.000 đồng. Bữa nào sắp cuối mùa làm pha livestream này sẽ kết thúc khi tôi nổ hũ 8 bit. Còn anh chè nhá. Rầu quá, rầu quá. Adriel thiếu gì vậy? Thiếu affiliate à? Thiếu affiliate. Guma làng chúa đã donate 5.000 đồng. Em chè ca cắt giải TOC bên Trung Quốc à. Cảm ơn Guma làng chúa nhá, em chè hông á. Như này à. Như này à, xong rồi đồ này à, từ nhá, đồ này à. Một cái quỷ thư, một cái bàn tay không? Một cái quỷ thư, một cái bàn tay à.
Ví dụ đồ cho giết thì sao? Ở từ từ, cứ làm bàn tay chứ rồi đó. Quỷ thư nói chung là đằng này cũng cần phải có một cái đồ giảm hồi máu đúng không? Chắc chắn là phải như vậy đúng không? Mà đồ giảm hồi máu ở đây thì lắp luôn quỷ thư cũng khá là ok. Tại vì gậy phép thật ra cũng chả làm gì đúng không? Nhưng mà quan trọng là tí này con này còn quỷ thư mới được á. 48 máu à. Ê, trong nguy hiểm đó nhờ. Thật sự là trong nguy hiểm nha anh em nhá. Cần phải chiến lợi phẩm nha anh em nhá. Lên lên vào 8 sớm mà xong rồi chiến lợi phẩm người ta. Đẹp luôn đấy chứ. Cảm ơn nhà thơ Chi Lê á. Chấm pen ai vẽ mà tròn thần lùn thấy thế lòn lòn vào trong vuốt dâu tưởng thế là ngầu ai ngờ vội sút vột xà dên la thì mặc dên la trọng tài thấy thế vội la hết giờ. Cái gì nữa, cái gì nữa, có mỗi khẽ mê thôi à, phế đó. Ủa? Khó nhờ. Chúng bài hơi khó khó nhờ. Từ nha, con này cầm trước nha, cứ cho này cầm trước đi anh em ơi, từ từ nha. Sau game này trong cái ngưỡng nó chết chết đó nhờ. 72 này 10 tiền rồi. 10 tiền cái thế này cũng chả ngon lắm nhờ. Được 2 đồng tốt này. Ê, thật sự cái thế ác tiền nhá, hay nhá, Kathleen. Kathleen bắn. Bắt bắt bắt. Ừ, 22222. Ui, cờ liên ngon thế. Ui, thắng luôn à. Quỷ đó, xong 10 tiền luôn à, ảo đó. 2222 round này em chị chưa ngờ là con Kathleen nó mạnh như thế. Nhà ở Buôn Ma Thuột đã donate 5.000 đồng. Dì con lấy bút làm văn, viết thành 4 chữ, rằng si mua tài viết lên một đoạn văn dài, dì con nhận lại vài lời đắng cay. Kai 97 đã donate 5.000 đồng. Biết ông ngưỡng không? Ngưỡng máu tử. Cần Kai 97 nhá, ông ngưỡng máu tử à. Ngưỡng máu tử mà. Như này à, em trẻ đánh tổng con Garen anh em ơi, Garen thay cho con kia à. Đã lâu tôi chưa được nghe giọng hát em chè, tôi buồn quá. Có fan ca sĩ chè nhá, ca sĩ chè. Có không vậy, có ông nó không vậy? Ca sĩ chè là ông nào đó? Để tí ha, để tí ha. Ca sĩ chè, wow. Thật sự là có người yêu thích giọng hát của mình rồi, wow. Dít ơi. Ừ, mà thật ra dít cũng không ngon nhỉ, không không. Cái fan này phải lấy đồ tăng đó chứ. Giúp dũng cái gì? Ê, bài mình chưa có cái giáp vai này mà giáp vai á. Kathleen Ezreal. Ui, nhà này 6 Ezreal à, Mai siêu sao Ezreal anh em ơi. Ui, 2 nhà, 3 nhà, 3 nhà siêu sao Kathleen anh em ơi. Nhưng mà em trẻ đang cần Garen á, khá là cần Garen nha, roll thêm một tí nữa. Roll thêm một tí nữa hả? Cookie không? Cookie, cookie không? Bánh cookie không? Nó vậy thì con này không để làm gì lắm mà. Như này sao mà không có tăng luôn à? Không có tăng luôn mà. Có 8 bit vô cùng khác khác á. Huy đã donate 5.000 đồng. Gọi là một chút khác khác con em ơi. Đánh Huy nhá. Cookie à. Bán ngon mấy con này đi. 20 tỷ. Bốc độ. Hay. Thêm tăng hay anh em ơi. Nói chung là muốn thì muốn kịp 8 bit nữa. Tại vì thật ra cái 8 bit này cũng ngon. 8 bit này em chỉ được 6 trên 10 rồi, nó khá là nhiều quá.
Nhưng mà quan trọng là cái 8 bit là con cocky thì nó lại không có tăng á. Thật ra bà mình thiếu tăng quá. Bà mình bị vấn đề là hơi thiếu tăng đúng không? Từ nha. 30 tiền nhá em ơi. 30 tiền đi, có gì me thử lên 9 xem lên được không? Nghe bên kia khẽ mà xong Ezreal cầm 3 đồ đen mà sao trông nhìn ghê ghê đó, sao trông giống R3 chết hết á. Còn chưa tới R3 để ê, nhưng mà Lucian anh chị bắn bắn không lại. Xong rồi mình chiến lợi phẩm xong rồi mình cũng sẽ nâng cấp được đúng không? Chiến lợi phẩm cho thêm tiền nâng cấp à. 6 7 30 31 37 à. Ơ nhưng mà game này là một cái đấu căng á. Ui. Nhưng mà không được, như vậy thì lại không có con nào cầm đồ đem á. Éo lè đấy, thật sự là éo lè đấy. Huy đã donate 5.000 đồng. Nổ xong này em chỉ nghĩ là chắc là bỏ hostile á. Cẩn Huy nhá, game nào cũng căng à. Bùm. Không có gì kể đúng không? Để em chè nổ xong hostile này em chè bỏ đi em ơi. Không có ấy luôn à. Bốc đồ vút rồng à, Bobby 2 vút rồng à. Bây giờ đồ lắp được cái gì? Kháng hộ huyết kiếm hả? Cung xanh hả? Cung xanh vút rồng hả? Chắc phải là vút rồng rồi đó. Hai cái vút rồng mà nhìn trong ngốc đó. Nhìn trong ngốc nghếch đó. Mất đồ đi. Nhìn trong ngốc nghếch đó anh em. Khá là ngọc nghịch nhá. Wow, xin chất. Trông khác gì cái mình rách không à. Thật ra con Lucian này nó cũng có giảm dép rồi cho nên em chị cũng không muốn lấy gọi là cái cung xanh lắm á. Cẩm Thanh Phú nhá. Nhờ học hỏi giáo án hostile của em chèo mình đã thành công với hostile 500 số, độc lực cuối cùng 5.3, di hình 4 xa. Cảm ơn em chị. Ây da, cảm ơn Thanh Phú nhá. Wow. Wow. Chiến lợi phóng sắp chặt bóng. Wow. Cái này là bằng hũ 130 luôn á này. Tức là mình vừa mới đổ hũ 130 số á. Bài nhạc phim Mai không ạ? Có fan nhạc sĩ chè nhá em chè hông á. Wow. Chính chá. Đùng. Liên xạ bụt không? Tại vì thật ra mấy cái này không lấy được á. Ê phế thế. Phế ta. Ê, thật sự là hơi phế một xíu nha. Xong cái thằng năm liên xạ. Sao nhìn trông nó ngốc á. Tưởng chừng như ngon ăn nhưng mà lại là chưa ngon ăn lắm đúng không? Tức là bây giờ bài mình phải gọi là lên level 9. Ê, 6 liên xạ thử không? 6 liên xạ được búp nha anh em nhá. Ê, cái thứ được búp à. Rồi thử luôn á. Một bài đấu nâu tăng không? Nâu tăng cờ không? Ê, kết lên mặn nha. Còn kết lên mặn nha bồ tèo nha. Ui. Zenith và Sena. Hoặc là tí bỏ con Afe ra. Cái hũ này chuẩn bị nổ 60 số à. Rồi sau nâng cấp nha anh em nhá. Có tiền roll nữa em chỉ nghĩ là kẹp thêm y lâu y rồi kiểu vậy á. Là bắt đầu là bài mình sẽ ok la. Dư thì có coi như là mình đang dư con này đi. Dư thì có coi như là đang dư con này đi. Xong mình bắt đầu mình kẹp tăng vào, mình kẹp Eloy, mình kẹp Amu, mình kẹp Yorick rồi, kiểu thế rồi. Mình kẹp bạc, mình kẹp dít rồi. Cũng là một ý hay nha. Còn không thôi, 6 liên xạ thử à, 16% mỗi lần bắn à. Nghe cái thật cũng chả ngon lắm. Tại vì con kích linh đằng nào nó lên mana nó cũng phải gồng rờ, nó bị... Nói chung là nó không có... Nói chung nó không ngon lắm. Đây nhưng mà đau nha. Ê, đau nha. Ê, ra này động sâu luôn á. Ui, nhà level, ui, ghê thế. Ui, 4 che xong. Ê, gặp nhà này chết luôn à. Quỷ phòng hộ đang tới đỉnh cao cho đều đủ à. Ghê vậy. Ngạo nghễ chè con. Giống chè con nhá. Ui. À. Thôi chịu rồi. Chịu rồi anh em ơi. Bài khó càng thêm khó hơn rồi anh em ơi. Chủ kênh TikTok em chè NTCL đã donate 10.000 đồng.
Cảm ơn chủ kênh TikTok em chia đó tiến sĩ nhau nhá. Kênh TikTok bạn vui lòng kiểm tra tin nhắn để nhận thông tin tài khoản. Rồi đó. Bây giờ bạn có thể like song song hai nền tảng TikTok và YouTube. Ê, nhưng mà Lucian cần bóng che này quỷ thế. Ông này nhặt ông này cũng dày dày à. Xong mình mất đi cơ hội lên Lucian 2 Money à. Money tới chơi đã donate 5.000 đồng. Money tới chơi ta nhá. Ta đã nói ta sẽ đấm người out top mà e che. Rầu á. Ôi chết rồi. Sao mà tự nhiên lên này làm gì trời. Chim ưng nhá. Mà tự nhiên thấy nó kiểu không mục đích gì lắm nhờ. Tự nhiên thấy nó lủng lủng à. Tự nhiên lên này làm gì trời. Không có bạc, không có dít, không có gì đúng không? Không có giác, không có Eloy gì đúng không? Bắn. Tập. Ê, vừa thấy có cái hòm gì đó nha, một cái hòm gì đó vừa mới rớt ra. Liệu nó là cái gì không? Ê, một cái sao ấn nữa không? Sao ấn treo? Bùm. Ở nhà này ghê quá anh em ơi, nhà này level 10 xong rồi một đống đồ à. Nhìn trông gớm gớm, thật sự là gớm gớm anh em ơi. Như có cookie kìa em chè, cookie em chè nó tích 8 bit đó. Ê, nhưng bạn em chè bắn bắn không? Ê, bà ông này lên level 10 nhưng bạn em chè đấm đấm không? Quỷ phòng hộ đạt tới đỉnh cao nhưng bạn em chè thật sự là bắn bắn à. Wow. Ồ, thật kìa, thật sự căng rồi nha. Wow. Ê, thật sự là ngạo nghễ nha, thật sự là ngạo nghễ nha anh em nhá. Không, hai này đi với nhau được, được, con này ngon á, con này kích hệ được mà. Coi như là mình đang đi với cha đi, coi như là vậy đi ha. 4 liên xạ, 4 siêu quẩy à. Ủa, sao map này lại là map cua? Ủa sao lại là con cua vậy? Bịp à? Bịp rồi. Hít à? Không thấy em chè vỗ bịt bịt. Cái chè mặt nhá. Gỗ bịt bịt à, bịt bịt à. Một chút từ từ không? Một chút em chè chậm chậm một xíu không? Giả vờ lên 10 anh em nhé, xem thử lên được không? Ủa xứ giả mè. Ủa sao em chè thấy nó giống con cua vậy? Nó có khác gì con cua đâu anh em. Đấy, dễ nó hiu đấy, quỷ thư đấy. Ây da. Lũng nha, cái thái lũng nha. Ê, bà em chè mạnh đi nha anh em ơi. Nhìn vậy thôi chứ tăng nó là trâu và đem nó là gớm nha anh em nhá, nguyên nhà. Lên 10 anh em ơi, chiến lợi phẩm này giúp em chè hắc tiền lên 10 được anh em ơi. Cứ giả vờ xem thử nó như thế nào, xem thử có lên được không. Tới ra đi chợ. Kiểu như là lúc sau còn hai nhà á, kiểu đánh top 1-2 á, xong lên 10 rồi. Có lên được cái gì trời. Nhưng có thật sự lên được không vậy? Tức là bà em chè nếu mà bỏ thì bỏ Huy này ra rồi. Huy đã donate 5.000 đồng, 1 nhờn. Đánh Huy nhá, 1 nhờn à. Lên level 10 kịp tăng kim không? Có lẽ nào là một game Hello YouTube không e chè. Con chú khỉ buồn nhá, à, liệu rằng không? Ê, nhưng mà mấy nhà này cũng mạnh nha. Nhìn cái đảo không Eloy không? Không phải nhà này anh em ơi. Ý là nhà kia con. Rõ cho con này luôn. Tôi sẽ đấm em chè out top à.
sự là có rau sau không vậy? Có lên được lượng level 10 không vậy? Giờ Ron ra đích 2 hả? Tự nhiên em chị cho con này cầm cái này. Tự nhiên em chị nhìn cái dép ở ngoài em chị tưởng cái găng anh em. Em chị nhìn tưởng cái găng xong em chị bảo là lắp cái găng với lại cái ấy cho làm cái chùy. Ghê vậy. Ghê ghê 76 à. Bây giờ giả dụ nha, giả dụ là round này mình thua 2 chip đi thì ra sao mình lên level 10. Giả vờ là như vậy anh em nhá. Chứ bây giờ thật ra Ron do đích 2 với Eloy 2 cũng được á nhưng mà rồi không đảo cái mùa đông vĩnh cửu qua bên phải ha. Rồi ê, cái thế top 1 chấp 70 tiền ngon. Ê, cái thế top 1 chấp 70 tiền chịu đấy. Chưa hiểu top 1 bằng cách nào luôn anh em ơi. Chưa hiểu sao cái này top 1 lắm luôn á. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem đến đây của video. Đừng quên để lại cho mình một like, một nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những buổi stream và những video xịn sò tiếp theo nhé. Goodbye.